mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Taiko. Thì một cái máy rửa xe Grab này nó bền hay không bền vừa phụ thuộc vào cái chất lượng của cái máy rửa xe, phụ thuộc vào cái sự ổn định của cái nguồn điện và nguồn nước mà các bạn cung cấp cho máy. Và còn một cái lý do nữa cũng rất là quan trọng, đó là nó phụ thuộc vào cái sự bảo dưỡng định kỳ của người sử dụng trong cái quá trình mà mình sử dụng cái máy cao áp này để rửa xe, để kinh doanh. Vậy thì cái quy trình của cái việc bảo dưỡng là chúng ta cần phải làm những gì, thì trong video này tôi sẽ chia sẻ đến các bạn. Cái bước đầu tiên rất là đơn giản. Thì đầu tiên là các bạn cần phải ngắt cái nguồn điện. Đây là một cái công việc mà chắc chắn là phải làm rồi. Tuy nhiên cũng có nhiều trường hợp mà anh em quên tháo nguồn điện, rất là nguy hiểm. Và cái thứ hai đó là các bạn cần phải xả hết cái nguồn nước mà đang chạy trong máy bằng cách là mình tháo dây ra và mình cho nó chạy không tải và không có nguồn nước cấp. Cái bước thứ hai đó là các bạn có thể kiểm tra bằng mắt thường những cái chi tiết, ví dụ như là súng, dây súng này, xem là những cái bộ phận như là đầu súng này, rồi là cái phần đầu 17 này, kết nối với súng nó có bị rỉ nước hay không, rồi là cái đoạn kết nối giữa cái đầu cắm 17 với cái ổ bi vào máy này nó có bị rỉ nước hay không, và dây thì kiểm tra xem là dây nó có bị mòn và nó có bị gãy pin đứt ở cái đoạn nào không và cần phải thay thế. Rồi kiểm tra cái dây điện có bị mài mòn hay không, bởi vì dây điện nó bị mài mòn trong quá trình sử dụng ấy, nó có thể bị nhiễm điện và ảnh hưởng đến người và những cái công tắc điều khiển của cái máy rửa xe. Sau khi mà các bạn tháo nguồn điện, nguồn nước cũng như là kiểm tra tổng quát bằng mắt thường những cái bộ phận rồi, thì bây giờ mình sẽ bảo dưỡng những cái chi tiết ở bên trong. Đầu tiên đó là các bạn vệ sinh cái bộ lọc nước. Thì cái bộ lọc nước nó có hai bộ lọc nước, đó là một cái bộ lọc nước với cái nguồn từ đầu vào và một cái bộ lọc nước tinh. Thì với cái bộ lọc nước với cái nguồn từ đầu vào này các bạn này, như trên tay tôi là cái bộ lọc nước để mà cấp nguồn nước ấy, thì các bạn tháo ra và các bạn vệ sinh sạch những cái đất cát sỏi ở phía bên trong này, bởi vì nếu mà để lâu ấy nó có thể là vào đầu máy và nó có thể bị hỏng. Và các bạn vệ sinh cái bộ lọc nước tinh ở bên trong đầu máy này các bạn này. Thì đây là một cái đầu mà chúng tôi lấy sẵn ra để thao tác cho các bạn thấy. Đây các bạn này. Thì máy sau một cái thời gian dài sử dụng ấy thì cái bộ lọc này nó cũng sẽ rất là bẩn này, nó chứa nhiều rong rêu. Do vậy mà các bạn cũng cần phải làm sạch cái bộ lọc này để cho cái nguồn nước vào nó được mạnh hơn. Sau khi mà các bạn vệ sinh được cái bộ lọc nước rồi thì bây giờ các bạn kiểm tra nhớt, và nếu như nhớt nó bị đen rồi, hoặc là sau một cái thời gian sử dụng dài rồi, hoặc là bị cái lượng nhớt ở trong này nó bị hao hụt, thì các bạn nên thay cái nguồn nhớt. Thì khi mà thay nhớt ấy, thì có một số những cái chi tiết mà các bạn cần chú ý, đó là bạn có thể sử dụng cái cà lê 17 này để các bạn tháo một cái nắp nhớt nó nằm ở phía dưới đáy của cái đầu bơm này các bạn này, để có thể xả được hết nhớt ra. Và cái thứ hai đó là nhớt sử dụng cho cái đầu bơm máy rửa xe này, thì các bạn có thể sử dụng cái nhớt mà dùng cho xe tay ga. Nhớt như trên tay tôi đang cầm này là 10W40 này, của hãng nào cũng được. Sau đấy các bạn thay cho nhớt. Thì khi mà thay ấy, thì các bạn có một cái chi tiết đó là cần nhớ, đó là cái nhớt mà đổ vào cái đầu bơm của máy này thì các bạn đổ khoảng tầm 60% của cái mắt nhớt này.
Thì như các bạn có thể thấy rằng là cái nhớt của cái máy rửa xe này sau một thời gian sử dụng nó ra đen, rất là đen. Và khi mà tháo nhớt cái nắp nhớt ở phía dưới đáy này để nhớt nó chảy ra rồi thì ở phía bên trong đang còn những cái nhớt rất là dơ, rất là bẩn. Cho nên là anh em nhớ là phải xịt sạch cái nhớt ở bên trong của cái đầu máy ra nhé. Trước khi mà các bạn tháo cái nắp nhớt ở phía dưới đáy vào và thay nhớt mới. Bước thứ tư đó là sau khi mà các bạn đã thay nhớt cho đầu máy xong rồi thì các bạn cần lau sạch các cái vết dầu mỡ còn lại trên máy và tiến hành chạy thử. Và nếu như máy đã chạy ổn định rồi thì có nghĩa rằng là không còn cái vấn đề gì nữa cần phải xử lý. Và có một số những cái lưu ý mà các bạn cần nhớ trong cái quá trình sử dụng máy rửa xe có áp, đó là không nên sử dụng máy quá công suất trong một thời gian dài. Bởi vì khi mà sử dụng quá công suất trong một thời gian dài thì nó sẽ dẫn đến là đầu bơm và motor hoạt động quá tải và nó có thể là sinh ra nhiệt và làm nóng chảy những cái bộ phận bên trong và cũng như là nhanh hỏng đầu bơm, các cái phốt dầu, phốt nước. Cái thứ hai đó là khi mà thấy máy có tình trạng bị nóng thì các bạn nên cho máy nghỉ. Đó chính là cái lý do vì sao mà trong mỗi tiệm chúng tôi nên khuyên là các bạn nên sử dụng từ 2 đến 3 máy để các máy chạy luân phiên lẫn nhau cho những cái máy có thời gian nghỉ. Cái thứ ba đó là các bạn nhớ vệ sinh máy sạch sẽ sau mỗi ngày sử dụng. Và cái thứ tư đó là các bạn nhớ thường xuyên thay nhớt định kỳ cho máy. Bởi vì như các bạn nhìn thấy đấy là máy, như cái máy này, sau một cái thời gian khá dài mình mới thay nhớt thì cái nhớt của nó rất là bẩn. Dẫn đến là cái nhớt khi đấy nó không còn tác dụng nữa, nó không có khả năng bôi trơn, không có khả năng tỏa nhiệt cho các thiết bị bên trong và làm cho máy nhanh hỏng. Và cái cuối cùng đó là các bạn cần kiểm tra và bảo dưỡng máy một cách định kỳ và thường xuyên. Như các bạn thấy là máy sau khi mà được bảo dưỡng thay nhớt thì chạy rất là ổn định, rất là êm. Các bạn khi mà sử dụng thì nhớ thường xuyên là bảo dưỡng định kỳ cho máy nhé. Vì như trong mình đã thường nói là của bền tại người. Khi mà thao tác có cái vấn đề gì thì có thể gọi điện hoặc nhắn Zalo cho số hotline phía trên màn hình, hoặc các bạn cũng có thể comment hỏi của mình cùng với số điện thoại xuống dưới video mà các bạn đang theo dõi để nhân viên của chúng tôi sẽ gọi điện lại tư vấn miễn phí cho các bạn. Các bạn khi xem video, nếu như thấy hay về UX, hãy nhớ like và đừng quên đăng ký kênh của Tahico để có thể theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe và thật là thành công. Xin kính chào và hẹn gặp lại.